nay giờ cũng đã đưa đá xi ma vô trong ngôi chính điện với quý chú anh chị. Những Phật tử đến rất là đông với quý chú anh chị. Ngày mai là ngày 14 sẽ vào chính thức vào lễ cất giới Sima nha quý chú anh chị. Đây là anh Khang Vlog nha quý chị. À đúng rồi. Nghe nói anh thuê đất muốn vô kế chỗ nào? À phía sau nhà chú Cụi, hẻm 105, 1005. Đây là anh Khang có thuê vô kế nha quý chị. Bị quỷ nha các bạn. Cho nên không có vô kê, vô coi vậy đó. Dạ, cảm ơn anh đã chia sẻ ha. Rồi về. Đây, ngôi chính điện rất là đẹp nha quý chú anh chị. Cái này mà lục lại nó video cũ mà lúc mà nằm trong điện. À giờ thì Quân 83 xin kết thúc video tại đây nha quý cô chú anh chị. Nếu quý cô chú anh chị thấy hay nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho Quân 83 ha.